Chào các bạn, đây là chương trình Chuyện Cuối Tuần trên kênh VTV9 của Đài Truyền hình Việt Nam. Và tối nay chúng ta sẽ gặp một cô gái rất là xinh đẹp, nổi tiếng, vừa là doanh nhân vừa là hoa hậu, chị Thu Hoài. Dạ, em chào anh Lê Hoàng. Thu Hoài xin gửi lời chào đến tất cả các quý khán giả của chương trình Chuyện Cuối Tuần. Xin chị Thu Hoài nói rất là ngắn cho khán giả biết về cái lý lịch công việc của mình. Thu Hoài là một doanh nhân của Mỹ viện Khơ Thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Và Thu Hoài cũng là Hoa hậu Phu nhân Thế giới Người Việt năm 2012 tại Mỹ. Hôm nay cái chủ đề chúng ta trong cái câu chuyện hôm nay nó hơi cởi mở, nó cũng hơi tế nhị. Nhưng mà Hoàng nghĩ rằng nó rất là cần thiết với rất nhiều gia đình Việt Nam. Đặc biệt là nó ngày càng cần thiết, đó là vấn đề giới tính của con. Khi con đồng tính. Cái mấy chục năm á, thì chúng ta là những bậc cha mẹ chúng ta sinh con ra và chúng ta cùng lắm chỉ để ý nó gái hay trai thôi. Đúng không? Thì sau đó chúng ta để ý xem là nó lớn lên như thế nào, nó thông minh không, nó học hành thế nào, nó đẹp hay xấu. Nói chung chúng ta để ý những cái mà hàng triệu con người để ý. Và chúng ta cứ đinh ninh là điều đấy sẽ mãi mãi. Nhưng mà cũng bắt đầu từ khoảng cũng 1-2 chục năm nay, đặc biệt là gần đây, thì nó có một cái vấn đề mà trưa nay các bậc cha mẹ, cái thế hệ trước của Hoàng hầu như không để ý đến, không quan tâm đến. Đó là giới tính. Giới tính thì trưa nay chúng ta vẫn cứ nghĩ đơn giản là con gái là con gái, con trai là con trai. Nhưng bây giờ thì nó lại có khác rồi. Bây giờ nó có một cái từ nó gọi là giới tính thứ ba. Là cái điều mà với một số nước thì nó rất là bình thường. Nhưng với Việt Nam nó vẫn còn ngỡ ngàng. Và với một số gia đình thì nó vẫn còn là nặng nề. Bây giờ xin hỏi chị Hoài thế này. Chị có mấy con? Dạ em có ba cháu. Ba cháu, mấy gái mấy trai? Hai trai một gái. Trai lớn nhất năm nay 21. 21? Con gái giữa là 18 và một bé nhỏ thì là 11 tuổi. Đứa đầu tiên của em á, nó là ở giới tính thứ ba. Và đứa út thì rất là rõ rệt giữa hai giới tính, thì đứa út nó rất là mềm, rất là đàn mềm. Ông. Nghĩa là chị có một người con trai đầu là giới tính thứ ba. Xin hỏi chị rằng là cái điều đó chị biết khi mà nó mấy tuổi? Em biết khi tầm nó khoảng cỡ lớp 4 hay lớp 5 gì đó. Lớp 4 hay lớp 5? Tại sao chị biết? Nó nói ra hay là chị có cảm nhận được? Lúc đó thì em cảm nhận được là cái tính cách của nó. Qua cái tính cách, qua cái cách nó chơi bạn, qua cái cách của nó, những cái ý thích của nó, thì em phát hiện được là nó có một cái gì đó nó không có giống một đứa con trai. Nó không phải giống con trai, nhưng cái đấy thật ra phải nói là chị rất là nhạy cảm đấy. Bởi vì rằng là một đứa con trai mà học lớp 4, nghĩa là nó khoảng 10 tuổi, 11 tuổi, thì cái phải nói là nếu mà chị phát hiện ra thì hoặc là chị rất là nhạy cảm, hoặc là những cái biểu hiện của nó cũng hơi mạnh. Nhưng mà đoán chắc là lúc nào ạ? Đoán chắc là lúc con cỡ khoảng lớp 5. Lớp 5. Thì cái sự đoán chắc này là do chị nhìn thấy, chị hỏi nó hay là tự nó nói ra? Con tự nói với lại một người bạn của em. Có nghĩa là người bạn hỏi là con cái giới tính của con có phải là con thích con trai hay không? Thì lúc đó thì cháu mới nói là dạ đúng, nhưng mà cô đừng có nói mẹ, đợi đến khi nào mà con lớn, con 18 tuổi thì tự con sẽ nói cho mẹ nghe. Thì phải nói rằng nó rất chín chắn. Bởi vì rằng là đứa con trai ở cái tuổi đó thì có thể nó cũng không hình dung cái sự nghiêm trọng hay là cái gì quan trọng của giới tính cả. Nhưng mà nó đã biết rằng là cái điều đó làm có thể làm cho mẹ buồn thì hơi ngạc nhiên á. Tức là nó cũng lờ mờ cảm thấy là cái điều này có thể mẹ không chấp nhận nên nó mới nói như vậy. Nhưng mà đích thân nó nói với chị thì là lúc nào ạ? Có chứ, đích thân cháu nói là năm cháu vừa tròn 18 tuổi và ngày đó là vào cái ngày sinh nhật của cháu. Cái đứa con nó nói mình mới tin 100%. Còn thì cái người bạn nói thì mình vẫn còn một chút hy vọng, nếu dùng cái từ hy vọng. Nghĩa là mình vẫn còn ngờ ngợ, có thể là người bạn nhạy cảm quá và có thể đấy chỉ là những tín hiệu. Thứ nhất là nó còn nhỏ, thứ hai là có thể là như mình đã nhận được cái thông tin sai. Nhưng mà khi mà đã nói ra vào năm 18 tuổi thì cái đấy là chắc chắn là sự thật rồi. Thì xin hỏi chị một cái là khi nó nói ra câu đấy, cái tâm trạng đầu tiên, ngay cái giây phút đấy của chị là như thế nào? Hay là chị đã chuẩn bị tinh thần rồi? Nếu mà nói về tâm trạng á, thì đó là năm nó 14 tuổi mới gọi là cái tâm trạng của em. Vì năm đó là cái năm mà Hoài rất là bất ngờ khi mà, tất nhiên là giống như anh Hoàng nói là mình nghi ngờ. Nghi ngờ cái lúc mà nó còn nhỏ, thì có những cái biểu hiện của nó thì nó làm cho mình nghi ngờ, chưa có khẳng định. Nhưng mà khi mà nó đã nói với một người bạn của mình như vậy rồi, và mình cũng biết qua trong cái sinh hoạt là con có thích những người bạn là con trai, thì mình cũng biết rất rõ là con mình nó là cái giới tính thứ ba. Cho nên
từ cái lúc mình tôn trọng cái quyết định của con mình đợi trong 4 năm đó, là trong 4 năm mình cũng có dằn vặt của bản thân mình cũng không biết mình phải thế nào. Thì thật sự đó là cái lần đầu tiên trong cuộc đời mình xảy ra cái chuyện đó như vậy. Và tôn trọng con, đợi chờ tới năm con 18 tuổi thì mình đã có một cái giai đoạn rất là dài để mình suy nghĩ và mình quyết định là mình phải làm gì cho nó đúng và mình nói với con như thế nào, định hướng con ra sao. Cho nên năm 18 tuổi khi mà con nói với em thì thật sự em cũng không có bất ngờ gì lắm. Và em chỉ muốn tìm một cái cách để cho hai mẹ con cởi mở hơn về chuyện đó và dẫn dắt con đi một cái cách nó đúng hướng hơn. Tất cả những suy nghĩ đó là chị giữ trong lòng chứ chị có bàn với ai không? Chị có bàn với những người bạn hay là với một chuyên gia nào không? Hay hoàn toàn chỉ là chị nghĩ trong lòng thôi? Không, hoàn toàn là em tự. Nhưng mà khi nghĩ tới chuyện đó thì em cũng lên trên mạng để xem, rồi qua những người bạn bè em út trong môi trường của mình thì cũng có khá nhiều là những người giới tính thứ ba và cũng chia sẻ và nói chuyện về cái giới tính coi nó như thế nào. Cho nên em cũng cảm thấy nhẹ lòng bớt cho dần tới năm mà khi nó đã mở lời với mình như vậy thì em coi đó là một cái chuyện rất là bình thường. Thì thật sự thì em thấy thì điều đó nó cũng không có gì nó gọi là nó ghê gớm lắm hoặc là không ổn lắm. Đúng. À, xin hỏi cái ra ngoài một chút xíu, chị có học ở nước ngoài không? Vâng, có. Chị có đi nước ngoài nhiều đúng không? Em học và lớn lên tại Đài Loan, nhưng mà nó cũng là một cái đất nước rất là rất là khép kín về những cái giới tính. Nhưng mà dù sao vẫn nó khép kín nhưng nó vẫn còn rộng hơn Việt Nam. Thế Hoàng nghĩ là như vậy, về vấn đề giới tính nó vẫn cởi mở hơn một chút. Có nghĩa là Hoàng hỏi như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là cái nhận thức của mình ấy nó sẽ một phần rất là lớn nó sẽ quyết định do cái hoàn cảnh của mình. Cái vấn đề giới tính thứ ba là một vấn đề gần như các quốc gia họ đã giải quyết từ lâu. Có là họ đã tránh tất cả cái sự kỳ thị, họ tránh tất cả những cái sự gọi là dèm pha và họ coi như đấy là một chuyện bình thường. Tất nhiên 100% thì chưa đạt được, nhưng mà cái tỷ lệ mà người ta công nhận rất là cao, rất là cao. Và bây giờ là một người có trình độ thì chắc chị cũng có hiểu thế này này, giới tính nào không quan trọng. Quan trọng là cái đứa bé hoặc là cái người đó lớn lên họ có hạnh phúc hay không. Và chúng ta phải hiểu một điều là cái hạnh phúc không phải cái hạnh phúc theo kiểu của chúng ta thì mới là hạnh phúc. Có đúng không nhỉ? Hạnh phúc nó có rất nhiều kiểu và chúng ta phải học cái cách tôn trọng những kiểu hạnh phúc khác. Thường những người ở giới tính thứ ba, không biết là trời cho hay là do tự bản thân họ đấy, họ hay có những cái tài rất là ghê gớm. Bây giờ người ta sẽ đánh giá con người ta không phải ở cái việc làm giới tính nào, mà vấn đề là anh là có giá trị ra sao trong xã hội. Vâng, nhưng mà em thì không nghĩ là giới tính thứ ba thì họ có một cái tài năng đặc biệt hơn những người khác. Em nghĩ là thật sự thì những người bình thường vẫn có những người rất là tài năng tuyệt chúng. Nhưng mà có thể là những người ở giới tính thứ ba thì họ ở một cái góc độ vừa cứng của đàn ông và vừa mềm dẻo của người phụ nữ, thì họ làm những cái nghề gì về nghệ thuật hoặc một cái nghề gì họ tinh tế hơn một tí xíu thôi. Chứ em nghĩ thì giới tính nào thì nó cũng phải có người giỏi và có người dở, và phải những người phấn đấu. Thật sự em cũng thấy rất là nhiều những người ở giới tính thứ ba họ cũng không làm được gì hết. Cho nên những cái chuyện đó em cũng chia sẻ rất là thẳng thắn với con mình. Và cái điều mà họ ở người giới tính thứ ba cần cố gắng là họ phải có một cái gì đó để cho phải giỏi, phải có một cái thành đạt nhất định thì mới có thể giữ được cái người bạn đời của mình nó lâu hơn. Vì giữa hai người thì không có một cái sự gia đình gì ràng buộc cả, nên rất là dễ dàng để có những cái mâu thuẫn nhỏ mà nó chia tay. Cho nên để quyến rũ người bạn đời của mình, cái đó là cái cách mà khi mà em chia sẻ với con em và em dạy nó. Khi con muốn để họ có thể ở lâu bền với mình thì con phải có một cái tài năng gì, con phải giỏi giang gì để người ta cảm thấy ngưỡng mộ con, người ta ở lại. Chứ nếu mà con dở quá, con không có gì hết, con chỉ có một cái vẻ đẹp bên ngoài thôi, thì nhìn riết thì nó cũng quen mắt và thời gian lâu rồi thì nó cũng nhàm và con sẽ không giữ được người đó. Khi chị biết mình có một đứa con ở đến thứ ba đó, thì chị thấy rằng là cái sự khó khăn nhất là cái khó khăn về chính mình, hay là khó khăn với lại cha mẹ mình, hay là với lại với xã hội, với bạn bè. Bởi vì thật ra có nhiều con người Việt Nam ấy, là khi họ làm một cái gì đó thì họ hay nghĩ đến cái chung quanh trước và cái cá nhân mình sau. Có nghĩa rằng là họ ngại công nhận, mặc dù thâm tâm họ thì họ nghĩ rằng không, con là con, đúng không? Thì nếu mà ai cũng nghĩ như anh em mình á, thì những người giới tính thứ ba thì sẽ không phải giấu gia đình, phải buồn khổ hay phải bỏ nhà ra đi. Vì Hoài cũng tiếp xúc nhiều và các bạn cũng chia sẻ là thấy rất là hạnh phúc khi mà
tin có được, tin là con trai của em, tin có được một người mẹ như chị, rất là open, rất là mở và rất là giúp cho con. Họ cũng kể về những cái câu chuyện của những cha mẹ của họ, họ giấu và cha mẹ họ lại sợ con dì chú bác lại sầm xì, và bố thì không chấp nhận được, và mỗi lần mà con đi về nhà thì bố cứ nhìn giống như là một con quái vật hay gì đó. Thì mấy bạn đó lại phải bỏ nhà ra đi, lại phải thuê nhà, lại phải ở ngoài đường. Thì em cũng có một thời gian rất ngại khi mà dẫn bé Tin về với gia đình nội ngoại, vì cũng không muốn cho họ nhìn con mình một cách khác. Nhưng mà sau đó thì em cũng lại có một cái suy nghĩ giống như anh. Con mình là con mình, và nó đang là một đứa rất là thông minh, khỏe khoắn, và một đứa lễ phép, biết đủ chuyện hết. Thì không có lý nào mà mình nhìn nó bằng một cặp mắt bất bình thường được hết. Đúng. Em nghĩ là mình sống cái cuộc đời là cho mình, cho gia đình mình, chứ chẳng vì cho ai phải nhìn vào cả. Và em chấp nhận cái điều đó, em cảm thấy em hạnh phúc khi mà em mở lời ra và cho mọi người biết con tôi là giới tính thứ ba, tôi thấy chẳng có gì ghê gớm cả. Đúng, bởi vì thế này này, cái cách mình đáp trả rất là quan trọng. Bởi vì nếu người ta thấy mình có một cái vẻ gì đó tự ti á, thì người ta lại càng, thậm chí là nếu mà người xấu họ còn có thể hà hê hoặc là ngầm cái gì trong lòng. Còn nếu họ thấy mình hoàn toàn tự tin và có thể tự hào về con cái thì họ sẽ bị thay đổi thôi. Có những người mà giới tính thứ ba đó, họ bị giấu gia đình bởi vì họ linh cảm, những người đó họ rất là nhạy cảm, họ linh cảm thấy nếu nói ra đó thì cha mẹ hoặc là những người xung quanh sẽ có một cái phản ứng rất là dữ dội, cho nên họ giấu gia đình và thậm chí họ phải đóng kịch với chính mình là đương nhiên, hoặc đóng kịch với những người khác. Và có những cái vở kịch phải nói rằng vô cùng ác là cái gì chị Hoài biết không, là tôi nói thật là tôi sống đến gần đầy tuổi đầu thì tôi đã biết là có những người giới tính thứ ba là con trai chẳng hạn vẫn cứ cưới vợ. Mà nói thật lòng là tôi, tất cả những người bạn tôi và để nói rằng cái đám cưới này thì chết rồi, chết cái đứa con gái rồi. Bởi vì con gái Việt Nam thì có nhiều đứa rất là khờ, và có rất nhiều người thì lại là thậm chí là ngoan nữa. Ví dụ như là tiếp xúc với anh ấy thấy anh ấy dễ thương, những người thấy anh ấy thấy dịu dàng, và không thấy anh ấy có một cái sàm sỡ gì thì cho là một sự đứng đắn. Thành ra là có những cái đám cưới xảy ra thì nó có những cái tình trạng sau đây. Tôi đã từng có những người bạn đám cưới xong một tuần ly dị, nhưng như thế còn may. Có những người bạn là có con rồi mới biết, hoặc là có con thì nó cay đắng mày ly dị. Mà thật ra lúc ấy là cả hai bên đều khổ, người phụ nữ khổ, đứa con khổ, và cả cái người đàn ông ấy cũng khổ. Vì ta người con trai đó họ không muốn cưới đâu, họ cưới là họ cưới cho cha mẹ họ, chứ họ cứ cưới cho mình đâu. Cho nên là cái việc mà không công nhận và khắt khe trong vấn đề giới tính, đôi khi nó dẫn đến những cái bi kịch còn nặng nề hơn, rất là ghê. Em thấy là từ phía áp lực từ gia đình, khi mà gia đình đã biết con á, đã biết là con có giới tính đó rồi, thì thông thường thì những bậc cha mẹ là hay sao mày không lấy vợ đi. Đúng rồi. Sao mày không lấy nhanh đi và tìm đủ mọi cách để cho lấy vợ, và họ nghĩ rằng cái cách đó là để sửa lại, để họ không có bị, họ coi cái đó là một cái bệnh, chứ không phải là cái đó là một cái suy nghĩ tư duy, một cái cách sống của người ta muốn sống. Cho nên á là cái này thì cũng cha mẹ làm bậc làm cha mẹ cũng phải xử lý thật là chu đáo và cái tế nhị với con. Ví dụ như những cái gì mình la mắng con thì cũng đừng có đụng chạm tới những cái việc đó. Hoặc là khi mà chia sẻ thì cũng nên hỏi ý con là giới tính con có khi nào. Lúc mà Hoài chia sẻ với con thì Hoài hay hỏi là giới tính con là con phát hiện khi nào, con thích bạn trai ra sao, rồi sau này giả sử như nếu mà không có gì ràng buộc bị bỏ thì con phải xử lý như thế nào. Con không có gia đình, con có nghĩ là lớn tuổi thì không có con cái thì sẽ ai chăm sóc mình như thế nào không? Mình phải mở lòng và chia sẻ, chứ không phải là Hoài nghĩ mỗi khi mà đã biết con như vậy thì họ rất là giận dữ, giống như con làm một cái điều gì tội lỗi với họ, có lỗi với họ khi tao sinh mày ra mà mày làm như vậy. Cho nên là cứ tìm mọi cách, nhiều người còn đem con đi chữa bệnh, rồi nhiều người còn đem con đi cho uống mấy cái bùa, mấy cái gì để cho hết. Hiện tượng đó đến bây giờ thì vẫn còn nhiều lắm. Có nghĩa là người ta không chịu chấp nhận, người ta không chấp nhận với lòng người ta, và người ta cũng không chấp nhận với cái người con đó, và họ làm cái áp lực, và nhiều cái áp lực rất là xấu. Nó làm cho, phải nói là làm cho nhiều cái đứa bé bị khủng hoảng luôn đó. Còn cái việc giới tính thứ ba là một cái bệnh thì đã từ lâu rồi, mấy chục năm nay thì khoa học đã nói rằng đó là một sai lầm. Những người giới tính thứ ba hoàn toàn không phải là một cái bệnh. Thì bất cứ cái giới tính nào nó cũng có cái môi trường của nó. Ví dụ như là đàn ông thì nó có những cái môi trường của đàn ông, mình sẽ hướng vào. Nếu là con gái mình sẽ hướng vào những cái môi trường
của con gái. Còn một cái người mà giới tính thứ ba mình cũng phải có môi trường riêng cho họ đấy. Môi trường đây là môi trường giáo dục á, chứ không phải là cái môi trường sinh hoạt đâu. Hai là một người khả năng kinh tế có mà, sao không đưa cái đứa bé đấy đi du học nhỉ? Có không? Hoài để con chọn lựa một cách tự nhiên, nhưng mà Hoài cũng hướng cho con biết những cái định hướng, cái nào là tốt cho con và cái nào nó sẽ vất vả cho con hơn, và cái quyền quyết định là con. Và Hoài cũng đã đưa con đi du học năm con lớp 6 là đã qua bên Xin học, và tới lớp 9 là con học bên Mỹ. Và sau khi con học xong tốt nghiệp thì con quay về Việt Nam, và tại vì con thích Việt Nam, thích môi trường làm việc của Việt Nam, thì cái này là cái sự lựa chọn của con, nên Hoài cũng không có ép con. Nhưng mà được rồi, nhưng mà như vậy là Hoài đã đưa nó ra nước ngoài một thời gian. Bởi vì Hoàng nói như vậy là bởi thế này này, ở nước ngoài á, thì cái vấn đề giới tính nó đã được giải quyết rất là rốt ráo. Tất nhiên nó không hết 100%, nhưng mà nói chung là người ta đã rất là open cái chuyện đó, và người ta cũng rất là sòng phẳng và đồng thời rất là bình đẳng. Cho nên một cái người họ ở giới tính thứ ba đó, nếu họ có dịp ra nước ngoài đó, thì họ sẽ tự tin rất là nhiều. Họ sẽ học được cái sự tự tin đó, nghĩa là họ thấy rằng là rõ ràng ở đây người ta không có kỳ thị gì cả, hoặc là kỳ thị rất là ít, và rõ ràng là mình được công nhận vì những cái gì khác chứ không phải là cái giới tính. Cho nên là những cái người đó nếu mà có được tiếp xúc với cái văn hóa đó thì họ sẽ mạnh mẽ lên, họ sẽ mạnh mẽ rất là cao. Cho nên là họ đưa nó đi thì điều rất là tốt, bởi vì rằng là cái bản chất của con người ấy, cái hoàn cảnh xã hội nó quy định rất là mạnh. Em thì em có một cái suy nghĩ ngược lại rằng là tất nhiên là con sẽ giống như mình vậy, mình đi du lịch, mình đi nhiều nước, mình mở mang rất nhiều, mình nhìn thấy rất nhiều, thì Hoài vẫn mong muốn con mình cũng như vậy, ra ngoài để nhìn thấy thế giới nó như vậy, nhìn thấy những giới tính người ta sinh hoạt như vậy. Nhưng mà Hoài nghĩ là để đi tìm một cái nơi mà để con được công nhận để sống, thì Hoài nghĩ là cái đó nó không có dám là đối diện. Mà Hoài nghĩ là con thích môi trường nào, mặc dù ở Việt Nam mình nó cái văn hóa nó còn rất là khép kín, ở những nơi khác nó còn tệ hơn như vậy nữa, nhưng mà con đã thấy cái giới tính con không vấn đề, thì con phải sống ở cái xã hội nó một cách bình thường, chứ không phải bằng một cái cách là con trốn tránh. Hoài nghĩ cái điều đó là cái điều trốn tránh. Cho nên vì như vậy mà Hoài nghĩ là nếu con thích ở Việt Nam, con cứ sống ở Việt Nam, mẹ không có ép. Chứ đúng ra nếu mà chọn một môi trường nước ngoài thì có thể nó sẽ tốt cho con hơn, nhưng mà ở đây con thoải mái thì con cứ sống. Ông Hoàng không nghĩ nó là trốn tránh, mà nghĩ là thế này, khi ra nước ngoài rồi ấy, nó sẽ gây được một cái tự tin. Bởi vì về vấn đề giới tính thứ ba thì ở bên kia người ta cả lý thuyết lẫn thực hành thì người ta đã trở thành một cái khoa học mà nói chung là nó rất là minh xác. Và khi nó có cái tự tin này, nó quay lại Việt Nam thì cái đứa bé đấy nó có một cái hiểu và có một cái tự tin sắt đá. Cái đấy rất là tốt thôi, chứ không có nghĩa là mình không có trốn. Nhưng mà không có trốn không có nghĩa là mình không có kiến thức, mà kiến thức thì nó phải do cái môi trường giáo dục mang lại. Hoài có nhiều bạn bè mà ở trong cái hoàn cảnh của mình không, và thường cái cách cư xử của họ như thế nào, có được như Hoài không? Hoài có rất rất là nhiều bạn bè có con trong giới tính thứ ba. Thậm chí có những người bạn nhỏ là giới tính thứ ba cũng khá là nhiều. Có nghĩa là không phải quen phụ huynh mà là quen con. Có một số ít, rất ít thôi, những bà mẹ, thường là những bà mẹ mà chấp nhận con á, thường là những bà mẹ là đã ly dị rồi. Còn những người mà đang có gia đình đầy đủ, có chồng con, rồi con cái đầy đủ, thì hầu hết phần lớn là họ không chấp nhận. Có thể Hoài nghĩ là nghe nhiều câu chuyện của họ chia sẻ, thì Hoài nghĩ lần cái đầu tiên là tác động từ người chồng. Người chồng không chấp nhận và qua người vợ không chấp nhận. Cho nên cái điều đó cũng là cái điều mà rất là tội cho những bạn ở giới tính thứ ba. Hoài nói rằng là phần lớn những cái gia đình mà có giới tính thứ ba đều, và các bà mẹ đều khó khăn công nhận khi mà có chồng bên cạnh, đúng không? Như vậy thì theo Hoài, đàn ông tiếp nhận cái tin đó có lẽ không bằng, không có bản lĩnh bằng đàn bà sao? Có thể là ngay bản thân của họ đã là một người đàn ông rất là mạnh mẽ. Khi sinh một người con ra thì ai mà chẳng muốn người con trai của mình lại nó lại mạnh mẽ giống như mình. Nhưng mà khi mình phát hiện ra là nó cái tính nó lại là con gái nó như vậy, thì rất nhiều anh chàng là rất bất ngờ và không có chấp nhận được. Và hơn nữa thì đàn ông châu Á mình thì hay gia trưởng, cho nên là họ thể hiện ra bằng một cái cách là phản đối một cách mạnh mẽ, và không có nghĩ là cái phản đối của mình đang làm tổn thương đến đứa con của mình cũng như đến người vợ của mình, làm người vợ của mình khó xử theo. Đúng rồi, bởi vì thế này này, nếu như trẻ con không chọn được cha mẹ, đúng không, thì cha mẹ cũng đâu chọn được giới tính. Có một số quốc gia là nó tuyệt đối cấm cái việc chọn giới tính, nghĩa là khi ta có bầu thì ta có thể đi siêu âm biết là con gái hay con trai thôi, chứ còn ta ngay từ đầu ta chủ động con gái con trai là một số nước nó tuyệt đối nó cấm cái luật
cái đó là bất hợp pháp. Bất hợp pháp. Cho rằng là cái việc mà có một đứa con ở giới tính thứ ba rồi làm áp lực với nó thì đương nhiên là trong một trường hợp đó sẽ làm áp lực với cả người vợ, và người vợ sẽ cảm thấy như là mình có một cái tội lỗi. Thật ra thì nói đi thì cũng phải nói lại, với cái cương vị của người cha mẹ đó thì con cái á, không phải là mình theo hoài đứng giữa được trung gian giữa giữa cha mẹ và con cái á. Thì Hoài nghĩ là những người con cái giới tính thứ ba họ đừng nghĩ là khi tôi bị vậy cha mẹ đối xử tôi như vậy thì tôi cũng sẽ rất là khổ tâm và cha mẹ làm những cái chuyện rất là có lỗi với tôi, thì Hoài nghĩ cũng không đúng lắm. Con cái cũng phải nên nghĩ cho cha mẹ, tại vì cha mẹ lớn lên ở trong một cái xã hội môi trường văn hóa nó đã rất là khó rồi, thì phải nghĩ rằng là cha mẹ còn những bà con chung quanh, rồi còn bạn bè, còn đối tác, còn khách hàng nữa, thì cha mẹ không phải cha mẹ nào cũng biết là phải làm đúng, phải có trách nhiệm làm đúng. Đôi khi cha mẹ đâu có bao giờ mà học biết làm cha mẹ nó như thế nào đâu. Và cha mẹ cũng có lúc mình sai lầm. Cho nên ở đây là Hoài nghĩ là những cái phương tiện thông tin đại chúng cũng như là những cái về nghệ thuật nó sẽ nói nhiều hơn về vấn đề này và giảm tiết chế bớt về những cái giới tính thứ ba mà gọi là mình còn gọi là, xin lỗi là gọi là bóng lộ đó. Giảm tiết chế nhiều những chương trình mà gọi là hở cứ giới tính thứ ba là cứ phải giả gái. Tại vì có những người giới tính thứ ba họ rất là men, rất là đẹp trai và đi tập. Chỉ là họ thích, ở trong là họ thích con trai thôi, chứ bề ngoài họ vẫn như vậy. Và có nhiều nhiều cái chương trình hữu ích hơn nữa để cho những người bậc cha mẹ họ biết là họ phải làm cái cách nào để mà họ tiếp nhận cái thông tin đó và họ phải xử lý ra sao. Chứ còn con cái mà cứ trách cha mẹ tôi giới tính thứ ba làm vậy tôi bỏ nhà đi, còn cha mẹ nghĩ là mày làm mất mặt tao lắm, tao không gặp bà con gì được hết, thì hai bên sẽ không thể gặp nhau. Vâng. Hoài có viết một cuốn sách vào hay là mấy cuốn? Em có viết một cuốn. Nó tên là gì? Đàn bà phố thị. Cuốn đó nói về cái tư sự trong một cái khoảng thời gian rất là dài của em là 4 năm rưỡi. Nhưng mà cái đấy nó không dính đến cái câu chuyện hôm nay đúng không? Có, trong đó nó có từng đoạn nhỏ. Bởi vì từng đoạn nhỏ thì có cái đoạn của con trai em trong đó. Nếu thực sự Hoài có một chút năng khiếu về văn học, và nếu thực sự Hoài muốn đưa một cái kinh nghiệm sống của mình ra cho người khác, thì Hoài nên viết một cái cuốn sách về cái sự là có một đứa con ở giới tính thứ ba và cách cái xử như thế nào. Hoàng tin rằng rất nhiều người mẹ sẽ mua và rất nhiều người cha sẽ mua, bởi vì rằng là cái đó thì họ có thể đọc sách này cái kia được, nhưng mà cái do chính cái người ở trong cuộc viết là nó hiếm, người Việt Nam lại còn hiếm hơn. Cho nên rằng là nếu Hoài viết một cái cuốn sách như vậy mà viết hay ấy, thì Hoàng nghĩ nó rất là có tác dụng đấy. Không biết cái tựa sách sẽ là cái gì, nhưng mà Hoàng khuyên là Hoài nên suy nghĩ về cái vấn đề đấy. Dạ, em sẽ suy nghĩ. Nó vấn đề đấy, nó sẽ mang lại niềm tin cho rất nhiều những người ở hoàn cảnh của mình. Cảm ơn chị Thu Hoài rất nhiều. Xin chào các bạn. Hy vọng rằng cái câu chuyện vừa rồi nó rất là chân tình và nó rất là thật, sẽ giúp được các bạn. Nếu các bạn ở trong một hoàn cảnh nào đấy nghe được câu chuyện này, các bạn sẽ rút được cái bài học cho mình. Và chúng tôi sẽ gặp lại các bạn trong tối thứ bảy tuần sau trong chương trình Chuyện Cuối Tuần. Thu Hoài xin gửi lời chào đến tất cả các quý khán giả của chương trình Chuyện Cuối Tuần. Xin chào và hẹn gặp lại.